Sách Thi Thiên, chương 83. Cầu xin Đức Chúa Trời đánh bại kẻ thù của dân Ngài. Đức Chúa Trời ơi, xin đừng làm thinh. Đức Chúa Trời ơi, xin đừng nín lặng hay ngồi yên. Vì kìa, các kẻ thù Chúa nổi loạn, và những kẻ ghét Ngài ngẩng đầu lên. Chúng âm mưu làm hại dân Chúa, bàn tính với nhau chống lại những người mà Ngài bảo vệ. Chúng nói, hãy đến tiêu diệt chúng nó khỏi các nước, để không còn ai nhớ đến danh Israel nữa. Vì chúng đồng lòng âm mưu với nhau, lập giao ước nghịch cùng Chúa. Các trại Edom và người Ismael, Moab và người Hagarit, Geban, Ammon, Amalek, Philistine với cư dân thành Tyre, Assyri cũng liên hiệp với chúng mà hết lòng hỗ trợ con cháu Lot. Hãy xử chúng như Madian, như Sisera và như Jabin tại suối Gison, là những kẻ bị tiêu diệt tại Endor và trở thành phân cho đất. Hãy làm cho bọn quý tộc của chúng giống như Oreb và Cf, và tất cả vương hầu chúng giống như Sebat và Sanmuna, vì chúng nói rằng, hãy chiếm những đồng cỏ của Đức Chúa Trời làm tài sản của chúng ta. Đức Chúa Trời của con ơi, xin làm cho chúng giống như bụi cát trong cơn lốc, như rơm rác trước trận cuồng phong, như lửa thiêu hủy rừng, như lửa đốt cháy núi thể nào, thì xin Chúa lấy cuồng phong mà rượt đuổi chúng, và dùng giông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy. Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm cho chúng hổ mặt, nhút nhơ, để chúng tìm kiếm danh Ngài. Nguyện chúng bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng bị sỉ nhục và hư mất, để chúng biết rằng Chúa là đấng duy nhất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, là đấng chí cao cai trị trên khắp đất. Sách Luca, chương 4. Ma quỷ cám dỗ. Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả. Khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ nói với Ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, và nói, ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta, và ta muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy lao mình xuống đi. Vì có lời chép, Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời phán, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác. Chúa giảng dạy tại Nazareth. Đức Chúa Giê-xu trở về miền Galilê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội đứng dậy để đọc. Có người trao cho Ngài cuốn sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép, Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù loà được sáng mắt,
người bị áp bức được tự do và công bố năm thi ân của Chúa. Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ, hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi, chẳng phải người này là con Joseph sao? Ngài phán, chắc các ngươi muốn nói với ta câu tục ngữ này. Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình. Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Capernaum, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông. Ngài lại phán, thật, ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật, ta bảo các ngươi, trong thời Eli, khi trời bị đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Israel cũng có nhiều bà quá. Tuy nhiên, Eli không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon, trong thời tiên tri Elishe ở Israel. Cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi, nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Naaman, người Syri. Mọi người trong nhà họ nghe những lời đó thì nổi giận. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành để ném Ngài xuống. Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác. Chúa đuổi quỷ. Ngài xuống thành Capernaum thuộc miền Galilee và giảng dạy trong ngày Sa-bát. Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội là lớn. Hỡi Giê-xu ở Nazareth, chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau, đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ, và chúng phải ra khỏi. Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh. Chúa chữa lành bà già của Phi-e-rơ. Đức Chúa Giê-xu rời nhà hội vào nhà Simon. Bà già của Simon đang sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho Ngài. Ngài đến nghiêng mình về phía bà, quở cơn sốt, thì sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người. Chúa thực hiện các phép lạ và truyền giảng tin lành. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng sáng, Ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài. Khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời khỏi họ. Nhưng Ngài phán với họ, ta cũng phải công bố tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì ta được sai đến với mục đích đó. Vậy, Ngài rao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê. Sách Giê-rê-mi chương 14. Cơn hạn hán khủng khiếp. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi về cơn hạn hán. Giu-đa lâm cảnh tan tóc, cổng thành tiêu điều, dân chúng đều khóc than cho xứ sở và vang lên tiếng kêu la của Giê-ru-sa-lem. Người quyền quý sai đầy tớ đi kiếm nước, chúng đi đến hồ nhưng không có nước, mang bình không trở về, chúng thẹn thùng, bực dọc, trùm đầu lại. Mặt đất nứt nẻ vì không có mưa rơi xuống đất. Các nông dân xấu hổ, trùm đầu lại.
nai cái để con ngoài đồng rồi bỏ con lại, vì không có cỏ. Lừa rừng đứng trên các đồi trọc, thở hổn hển như con chó đồng, mắt lờ đờ vì không có cỏ. Lạy Đức Giê-hô-va, dù tội ác chúng con làm chứng nghịch lại chúng con, xin vì danh Ngài mà hành động. Vì nhiều lần chúng con bất trung với Ngài, chúng con đã phạm tội với Ngài. Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của Israel, đứng giải cứu trong cơn hoạn nạn. Sao Ngài như một người khách lạ trong xứ này, như một lữ khách ngủ tạm qua đêm? Sao Ngài như người hốt hoảng, như một dũng sĩ không thể ra tay giải cứu? Nhưng Chúa ơi, Ngài vẫn ở giữa chúng con. Chúng con được mang danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng con. Đức Giê-hô-va phán với dân này như sau: chúng thích đi lang thang như thế, không biết kiềm chế đôi chân, nên Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Bây giờ, Ngài nhớ lại điều chúng đã phạm và trừng phạt tội lỗi của chúng. Đức Giê-hô-va phán với tôi: còn đừng cầu xin phước lành cho dân này, dù chúng có kiên nhẫn, ta cũng sẽ không nghe lời kêu cầu của chúng. Dù chúng có dâng tế lễ thiêu và tế lễ chay, ta cũng không nhậm đâu. Nhưng ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém và dịch bệnh. Nhưng tôi thưa rằng, ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, có những nhà tiên tri nói với họ rằng, các ngươi sẽ không thấy gươm đao, cũng chẳng có đói kém. Vì ta sẽ ban cho các con nền hòa bình vững chắc tại nơi này. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: các kẻ tiên tri ấy đã nhân danh ta tiên báo những điều dối trá. Ta không hề sai phái chúng, cũng chẳng truyền lệnh hay phán bảo gì với chúng cả. Chúng nói tiên tri với các ngươi theo khải tượng giả dối, lời bói toán, chuyện hão huyền và sự lừa dối từ lòng dạ xấu xa của chúng. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán thêm: đối với các kẻ tiên tri không bởi ta sai đến mà dám nhân danh ta nói tiên tri rằng sẽ không có gươm đao và đói kém xảy ra trong xứ này, thì chính các kẻ tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. Còn những kẻ đã nghe chúng nói tiên tri sẽ cùng với vợ, con trai, con gái mình bị ném ngoài đường phố Jerusalem, làm nạn nhân của gươm đao, đói kém mà chẳng có ai chôn cất. Vì ta sẽ khiến điều ác của chúng đổ lại trên đầu chúng. Còn hãy nói với chúng lời này: xin cho mắt tôi ngày đêm không ngớt tuôn trào giọt lệ, vì trinh nữ của dân tôi bị đánh tơi bời, vết thương vô cùng trầm trọng. Nếu tôi ra ngoài đồng ruộng thì thấy những người chết vì gươm, nếu tôi vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì đói kém. Cả các nhà tiên tri lẫn những thầy tế lễ đều đi đến một xứ mà họ không biết gì cả. Lời cầu xin của dân chúng. Ngài đã bỏ hẳn Giu-đa rồi sao? Có phải lòng Ngài đang ghê tởm Si-ôn không? Sao Ngài đánh chúng con mà không chữa lành cho chúng con? Chúng con trông đợi bình an nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả. Trong mỗi kỳ chữa lành mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh. Lạy Đức Giê-hô-va, chúng con nhìn nhận gian ác của chúng con và tội lỗi của tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Vì danh Ngài, xin đừng vứt bỏ, đừng xem thường ngay vinh quang của Ngài. Xin Ngài nhớ lại và đừng hủy bỏ giao ước mà Ngài đã lập với chúng con. Có thần nào trong các thần giả dối của dân ngoại làm mưa được không? Hay là do bầu trời tự đổ mưa xuống? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải Ngài là đấng đó sao? Chúng con trông đợi Ngài vì chính Ngài đã làm nên mọi điều ấy. Chương 15. Đức Giê-hô-va trả lời Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va phán với tôi: dù Môi-se và Sa-mu-ên đứng trước mặt ta, lòng ta cũng không hướng về dân này. Hãy đuổi chúng khỏi ta và bảo chúng đi đi. Khi chúng hỏi con,
chúng tôi sẽ đi đâu? Thì hãy bảo chúng rằng, Đức Giê-hô-va phán thế này, ai được định cho dịch bệnh, phải chịu dịch bệnh. Ai được định cho gươm đao, phải chịu gươm đao. Ai được định cho đói kém, phải chịu đói kém. Ai được định cho lưu đày, phải chịu lưu đày. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ giáng trên chúng bốn loại tai họa: gươm để giết chết, chó để phanh thây, chim trời và thú vật trên đất để ăn nuốt và hủy diệt. Ta sẽ khiến cho chúng trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất vì những gì Manasseh, con trai Ê-xê-chia, vua Giu-đa đã làm tại Jerusalem. Hỡi Jerusalem, ai sẽ thương xót ngươi? Ai sẽ tiếc thương ngươi? Ai sẽ quay lại để thăm hỏi ngươi? Đức Giê-hô-va phán, ngươi đã từ bỏ ta, tiếp tục thối lui, nên ta đã đưa tay trên ngươi để tiêu diệt ngươi. Ta không còn thương xót được nữa. Ta đã dùng nia sàn sảy ngươi tại các cổng thành trong xứ. Ta đã cướp đi con cái chúng và tiêu diệt dân ta, vì chúng không bỏ đường cũ mà quay trở lại. Ngươi quá bụa sẽ tăng lên nhiều hơn cát biển. Ta đã sai kẻ hủy diệt đến ngay giữa trưa, tấn công mẹ của các chiến binh trẻ. Thình lình, ta sẽ giáng trên chúng sầu não và kinh hoàng. Người mẹ sinh bảy con thấy mình mòn mỏi, trút hơi thở cuối cùng. Mặt trời của bà đã lặn giữa ban ngày, bà thẹn thùng tủi hổ. Còn những người sống sót, ta sẽ phó cho gươm của kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời than vãn của Jeremy. Mẹ ơi, khốn khổ cho con, vì mẹ đã sinh con ra để làm người đương đầu với tranh cãi và biện luận khắp cả xứ. Con không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai. Thế mà mọi người nguyền rủa con. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, chắc chắn ta sẽ giải cứu con vì mục đích tốt đẹp. Trong cơn tai ương, hoạn nạn, ta sẽ khiến kẻ thù đến van xin con. Sắt, tức là sắt từ phương Bắc trộn với đồng, ai có thể bẻ gãy được? Tài sản châu báu của các ngươi, ta sẽ cho quân cướp sạch mà không trả tiền, vì mọi tội ác các ngươi đã phạm trên khắp địa phận mình. Ta sẽ khiến ngươi phục địch kẻ thù ngươi trong một xứ mà ngươi chưa từng biết. Vì cơn giận ta phừng lên, sẽ tiêu hủy các ngươi. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết rõ khi nhớ đến con và thăm viếng con. Xin báo thù những kẻ bắt bớ con. Xin nhẫn nại để đừng cất con đi. Xin biết rằng con vì Ngài mà chịu nhút nhơ. Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi. Lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con, vì con được xưng bằng danh Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, con không ngồi chung hay vui chơi với đám người đùa cợt. Con ngồi một mình vì tay Ngài đè nặng trên con, vì Ngài đã khiến sự phẫn nộ đầy dẫy trên con. Sao nỗi đau của con không dứt, vết thương của con không chữa được và không chịu lành? Chẳng lẽ đối với con, Ngài như con suối giả dối, như dòng nước tắc mạch sao? Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, nếu con quay trở lại, ta sẽ phục hồi con, cho con đứng trước mặt ta. Nếu con làm cho điều cao quý lìa khỏi điều hèn hạ, thì con sẽ như miệng ta. Chúng sẽ quay về với con, nhưng con không quay về với chúng. Ta sẽ khiến con làm tường đồng kiên cố cho dân này. Chúng sẽ đánh với con, nhưng không thắng nổi con, vì ta ở với con để cứu con và giải thoát con. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ rút con khỏi tay kẻ ác và chuộc con khỏi quyền lực kẻ bạo tàn.